Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Anh Tiền. Ngày nay em xin giới thiệu bạn anh em, đây là cao su đệm lò xo giảm sóc sau của dòng xe Mitsubishi Xpander, bao gồm Xpander và Xpander Cross. Thì nó đệm trên cái lò xo ở phía sau, thì khi mà nó giúp giảm chấn từ cái tác động từ trên cái lò xo xuống dưới chassis để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường, nó tránh bị ồn, tránh bị tiếng ồn, thì nó giúp giảm chấn. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông một thời gian chạy xe trên đường thì cái cao su này nó tuổi thọ nhất định nó bị chai và bị hỏng mất cái cao su này. Thì đó buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.